Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Pixel Survival Roguelike nha các bạn. Từ cái video cuối cùng của mình được đăng lên á, thì nó có một số bản cập nhật như thế này các bạn. Thì ở đây có kỹ năng mới nè. Meteorite các bạn. Là thiên thạch. Nó sẽ triệu hồi một thiên thạch. Nè, Summon Meteorite nè, triệu hồi thiên thạch nè các bạn. Rồi, tiếp theo là cái bản cập nhật nhỏ Small Update. Nó sẽ giảm Endless More là khi mà bạn giết được cái thằng chùm cuối cùng rồi á thì nó sẽ vào cái Endless More là nó sẽ vô tận luôn á các bạn. Thì cái chế độ này á nó sẽ giảm cái lượng rương, cái tỷ lệ rương rớt các bạn. Giảm xuống 3 lần. Gold hả? Gone display in game now show earning done play. Rồi, cái này á nó sẽ show cái vàng mà mình có được trong cái lúc mà mình chơi các bạn. Trong cái màn mà mình chơi á thì nó sẽ tổng hợp vàng ở trong cái màn đó. Rồi remove character size. À cái này là nó xóa bỏ cái mà tăng cái size của cái con nhân vật hoặc là giảm size của con nhân vật trong cái thẻ mà nguy cơ các bạn. Cái thẻ này là mình có chọn rồi. Mình chọn là nó bự lên luôn á các bạn. Cái nhân vật của mình sẽ bự lên luôn á. Nhưng mà nó bỏ luôn rồi các bạn. Nó bỏ luôn rồi. Rồi. Tiếp theo là cái bản cập nhật Small Update nè. Để coi nó có cái gì. Lock. Will Ability gì đây. À Lock. Cái tỷ lệ may mắn các bạn. Bây giờ nó sẽ có cái hiệu ứng. Là. Uầy. Nó có thể lên 4 cái update các bạn. Lên 4 cái update option. Khi mà mình lên cấp nè. Rồi nó sẽ thêm vào cái hiệu ứng của Skill Selection. Là chọn kill á các bạn. Khi mà mình chọn kill thì nó sẽ thêm hiệu ứng. Rồi vậy thôi. Nhưng mà quan trọng á là cái Meteorite này nè. Tí nữa mình sẽ chọn các bạn. Rồi chúng ta vô thôi. Mình sẽ chơi cái thằng May. X2 Enemy. Chế độ khó Insane. Và map Narita. Mình sẽ chơi map Dungeon đi các bạn. Mình muốn chơi cái map Dungeon. Rồi. Hơi chậm nha. Chọn nhanh nhanh lên chút các bạn. Bây giờ là mình. Đó các bạn hiệu ứng lên cấp nè. Gom. Chiếu. Rồi mình. Bây giờ mình sẽ kiếm cái Meteorite các bạn. Rồi chọn cái này đi. Meteorite thì từ từ. À, lâu lâu nó trưởng ra được cái cục đỏ là nó sẽ sát thương vùng các bạn. Ok, thằng này nó bây giờ nó có chích điện. Mình sẽ lấy chích điện đi. Thêm FB. Tăng tỷ lệ chí mạng. Đó, có cái rương kìa. Mình triệu hồi xương không ta? Ừ, triệu hồi xương đi. Cho đánh phụ các bạn. Hôm nay hành trình của mình á chủ yếu là cái kỹ năng bàn tay của chúa cũng được. Sát thương. HP tối đa. Chống sốc đam các bạn. Rồi có phần thân không ta? Ok luôn. Cho nó có cái phần thân cho nó trưởng phụ mình. Ngay đầu game mình có cái dàn chiêu này là ổn đó các bạn. Ok, tăng tốc độ di chuyển thôi. Tăng tốc độ di chuyển tiếp tục. Mình phải di chuyển nhanh để mình linh hoạt các bạn. Thì đó giờ phong cách chơi của mình là vậy mà. Với lại các bạn mà chơi Insane, cái chế độ khó cao nhất thì chúng ta phải chạy nhanh hơn tụi nó. Các bạn mà chạy chậm hơn tụi nó là các bạn mệt á. Ủa sao bàn tay của chúa nhiều quá ta. Đó, lụm liền. Chuyện đơn giản luôn các bạn. Ok. Cái bơm xăng này nó đã đổi cái hình này. Ok, mình lụm cái bơm xăng thôi. Reroll đi. Tăng giáp. Mình chưa thấy cái kỹ năng kia nha. Mình chưa thấy cái Meteorite nha. Không có chơi Shuriken. Tăng tốc đánh đi. Trưởng cho nó nhiều. Tăng 15% tốc đánh là nhiều lắm á. Chơi HP nè.
Mình đang kiểu như là cho nó một cái nền tảng á các bạn. Những cái level đầu thì nó đơn giản rồi, ở mấy cái level sau thêm xương, triệu hồi thêm một con nữa phải, thấy hồi là xương bắn cung đủ đủ kiểu luôn các bạn. Nhưng mà hôm nay chủ đạo của mình là cái kỹ năng Meteorite. Cái kỹ năng đó hình như nó cũng được cập nhật á. Ok, chúng ta chưa có chiêu CC đúng không ta? Mà cái chiêu kiếm kiếm bão tuyết này nó ồn lắm các bạn, ồn như quỷ vậy. Rồi mình lấy lốc đi, lốc nó cũng nó cũng kiểu như là nó cũng tạo băng mà, nó cũng có khống chế á, cho nên mình sẽ lấy lốc các bạn. À, tí nữa ra hàng boss nè, xỉu luôn á. Ok, cái meteorite chưa thấy nha. Ron Ron rồi, lên cấp cái nữa coi, hai cà mê nữa, thằng sát thương đi. Rồi cái thằng mini boss nè, chuẩn đó. Ủa sao nó đứng yên luôn rồi? Ron. Ok, có tốc độ di chuyển cũng được. Thấm thấm lắm, thấm lắm. Ok, nó chết rồi các bạn. Ron. 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 Không có luôn các bạn. Sao mà tụi bay kỳ vậy? Tao đang cần cái chiêu đó. Theo mình biết là cái chiêu đó nó cũng được nâng cấp á các bạn. Cái chiêu Meteorite nó cũng được nâng cấp á. Nó được nâng cấp lên thêm một một cấp nữa. Kiểu như là nâng cấp kỹ năng á các bạn. Khi mà maximum rồi thì mình mở được, ví dụ như rương tím á, mình mở được rương tím mình sẽ được nâng cấp cái kỹ năng đó luôn á. Mà nó vẫn cái game này nó vẫn chưa chưa cập nhật. Chưa cập nhật một số kỹ năng. Nhưng mà không sao. Mình mong là sẽ có những cái bản cập nhật sớm thôi. Tất cả những cái chiêu mình chọn đây á, ngoài cái chiêu phân thân ra thì tất cả là hình như cái chiêu xương nó cũng chưa có nâng cấp kỹ năng á, nhưng mà mình tạo xương ra để cho xương hỗ trợ các bạn. Ôi, Meteorite của mình đâu rồi? Ồ, hồi nãy mình roll sạch luôn rồi các bạn. Chết tôi rồi. Thì may mắn đi. Mong là mình sẽ mở được. Chiêu đó đẹp lắm các bạn. Kiểu như là có một cái cục thiên thạch rơi từ trên trời xuống. Và mình hình như và mình có đọc qua là khi mà mình nâng cấp cái kỹ năng đó đó thì nó sẽ có hiệu ứng đốt nữa. Hay lắm, nó tạo ra lava đốt nữa. Roll nhẹ cái nha. Roll. Không có rồi các bạn. Có rồi. Ôi, bây giờ mình phải phụ thuộc vô may mắn thôi các bạn. Boss sắp ra nữa chứ. Cày. Cày lắm anh em ơi. Ta rồi, tăng tốc độ đánh thôi. Chứ giờ biết làm gì. Cái con này ha, nó có kiểu như là nó có tỷ lệ trưởng ra những cái cục lớn á, những cái cục màu đỏ, nó sẽ gây sát thương vùng các bạn. Rồi. Tăng phòng thủ nè, tăng thêm máu nè, tăng thêm cấp nè. Rồi, vàng đi. Rồi, hết máu nha. Chơi để ý. À, mình ham lượm đồ quá rồi các bạn. À, có thể chúng ta đã quá ham lượm đồ. Ô, boss ra. Con boss đâu rồi? Hai con Minotaur. À, đây rồi. Minotaur. Ok. Chưa có cái chiêu Meteorite cho mình nữa. Hơi quạo rồi á. Hơi không được vui rồi đó.
6 phút rồi các bạn. 6 phút rồi mình vẫn chưa có được cái kill đó. Mình đang né 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 tụi nó nè. Mình đang để cái tốc độ 1.25 các bạn, nó hơi nhanh nhanh một chút, nhưng mà để tốc độ thường thì nó lâu lắm. Đó, ơi có máu đây rồi. Khỏe, 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 khỏe. Ok. Rồi. Chưa không có thì mình nâng cái bổ trợ thôi các bạn. Còn còn cái kỹ năng thì chưa. Kỹ năng thì mình chưa chọn. Chưa chọn, mình để cái slot cuối cùng cho Meteorite mà. Rồi, chúng ta chạy theo đường xích sắt. Bản đam. Quay. Ok. Mình chọn cái đó để mình có thêm được 3 lần reroll nữa các bạn. Buồn ghê, không có cái kill đó. Sau này ha, sau này lên cấp quải lắm. Không có cái kill đó, sau này mình càng về sau lên cấp càng khó mà các bạn. Mình không có kill đó, sau này lên cấp chán lắm. Kỹ năng mình lên nó nặng nề lắm. Rồi, xong. Ơ, mình còn reroll mà. Reroll. Ok. Mình quên, hồi nãy là mình chọn được thêm 3 lần reroll nữa nhưng mà thua rồi. Thua. Mình cũng không biết thế nào. Sao tụi mày đông thế? Nếu mà tính ra phù thủy mình cũng trâu máu chứ, phải giỡn đâu. Ê. Các bạn thấy máu á mà mình chưa có cần thiết phải lụm á thì mình né nó ra các bạn. Ron. Lần cuối. Đây rồi các bạn. Trời ơi, cuối cùng thì nó cũng xuất hiện. Trời ơi, mình xúc động luôn. Rồi. Đó. Đâu có phải. Nó không, cái chiêu này nó không có tầm thường đâu các bạn. Nó là tầm cỡ. Đó. Ok, bây giờ mình có thể triệu hồi xương cung thủ. Mà càng về sau á, thì lên cấp càng khó, cho nên là mình khá là quải á. Ồ, lâu lâu các bạn. Sau này là mình lên cấp cao á, kiểu như là mình sẽ triệu hồi được nhiều hơn. Okay. Tăng thêm kinh nghiệm. 10% kinh nghiệm nhận được các bạn. Ây da. À, thêm Molotov đi. Cái gì đây? Đó. Lực chưa. Ok. Tăng thêm tốc độ chạy. Né ra để lụm. Sao mấy cái con nhỏ nhỏ này nó cứ làm phiền mình riết vậy ta? Né ra. Lạng lách đánh võng rồi vô. Ok. Tăng thêm phòng thủ nè. Tụi nó càng ngày càng trâu. Mấy cái rune tím của mấy con boss rồi. Ok, thêm 10% đam nữa các bạn. Khỏe. Ừ, đóng băng. Đây rồi. Rune tím của boss đây rồi. Chích điện. Rồi, thêm chích điện. Mở rune tím coi. Không có gì hết. Cái gì đây? Ok, The Sun các bạn. The Sun. Cái thẻ này là cái thẻ mà để cho mình nâng cấp cái meteorite của mình đó các bạn. Nè, nó sau khi mà rơi xuống nè thì rơi xuống đất á các bạn, thì cái meteorite này nè, nó sẽ đẩy lên lava các bạn. Kiểu như là nó giống như cái molo á, nó sẽ đẩy lại một cái vùng lava và nó sẽ đốt. Đó. Đây là bàn tay của chúa thì lụm vật phẩm rồi. Còn cái này thì bắn thêm đạn thôi. Rồi, khỏe rồi. Đâu rồi? Đó, để lại, các bạn có thể thấy cái vùng lava mà nó để lại. Tăng thêm sát thương đi. Đó.
Đó, bây giờ nó rơi hai cục rồi các bạn. Khỏe vãi. Khỏe vãi. Ôi giời ơi. Meteorite. Ba cục rồi. Má ơi. Nhưng mà quái hơi đông á nha, mình sẽ phải thêm tăng. Hình như 12 phút là sẽ có thêm quái các bạn. Có thêm boss á. Lốc xoáy không? Ok. Thêm một lốc xoáy để CC các bạn. Bây giờ mấy cái kỹ năng bây giờ mình dàn trải đều đều ra. Shuriken nè. Đam skeleton nè. Chiều hồi hả? Thêm chiều hồi không? Hay thêm molo? Thêm molo đi. Goblin King. Mình mới có hai đợt boss à. Ê, mấy thằng này các bạn phải cẩn thận nha, tại vì nó có một cái kỹ năng rất là mất dạy các bạn. Nó có kỹ năng ăn đùi gà. Đây là cái sơ sơ. Ôi, hết máu. Nè. Bây giờ á chắc chắn là mình phải chết một mạng rồi. Không thể nào khác được đâu. À, nó chọi mấy cái cục đó. Khó chịu lắm các bạn. Ok, chúng ta thêm sát thương đi. Thêm HP nè. Ồ, hồi nãy mình phải chọn chứ, tự nhiên mình bấm skip, tào lao. Ok, thêm molo đi. Đó, có phòng thủ rồi, khỏe rồi các bạn. Regen của mình giờ có rồi đó. Mình phải mạnh tới một mức nào đó, mình không phải sợ những cái đám, những mấy cái con quái nhỏ nữa các bạn. Và những cái con quái nhỏ là mình đứng solo với nó được luôn á. Mình chỉ ngại boss thôi. Đó, tăng thời gian làm chậm của lốc xoáy nè. Nó rương. À, mình lượm rương nhanh tới nỗi mà mình không biết mình đã lượm cái gì luôn á các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ có thêm chích điện đi. Sao rồi? Tăng cái tỷ lệ rít. Cái tỷ lệ rít của mình giờ là 40% rồi anh em, nhiều rồi đó. FB. Lực cấp nè. Tăng sát thương nè. Ok, xong rồi. Update không? Cái gì đây? Đây. Nó cái này á, lửa địa ngục nó sẽ tăng cái Molotov nè. Tăng thêm 2 chai xăng với lại cái phạm vi nổ. Ok, đào truyền thọ. Cái này là mạng nè các bạn. Còn cái cây kiếm đỏ này là cái cây kiếm chích điện nè. Cái cây kiếm điện á. Nó bây giờ nó sẽ có kiểu như là choáng luôn. Rồi. Đó, chịu hồi đi. Đỡ nâng rồi. Rồi. Rồi bây giờ mình cứ đi vòng vòng và cẩn thận thôi các bạn. Nha, bây giờ mà tụi nó ăn molo của mình mệt nghỉ luôn á. Skill rank. Meteorite của mình là giờ ngon lành này. Lượm rương. Này rương tóc đánh. cấp. Rồi bây giờ hình như là 30 phút nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái thời gian nhiều lên. À, không phải thời gian nhiều lên. Cho cái tốc độ game á, mình đẩy tốc độ game lên cao các bạn. Lên 1.5 rồi nè. Còn tới gặp boss thì mình sẽ hạ tốc độ game xuống. Ôi ôi, cái gì đây? Lụm. Hay bây giờ cái tầm lụm của mình là xa lắm rồi các bạn. Rồi, cái gì? Cái này phải rương tím không ta? Đúng rồi. Này, cái này nó là rương tím á các bạn. Nhưng mà mình đã nâng cấp được
cái này mình chưa có nâng cấp được bóc xoáy các bạn. Mà bây giờ mình hết sợ rồi. Ok, meteorite là nó rơi bao nhiêu cục rồi ta? 1, 2, 3. Nhanh quá, 4 cục rồi phải. Em mà đếm không làm là 4 cục rồi đó. Ok, tăng kỹ năng lốc xoáy đi. Cái kỹ năng lốc xoáy cũng mạnh mà mình bỏ bê nó quá các bạn. Đóng băng nè. Ok, lượm cái giáp. Tăng tốc độ di chuyển tiếp. Rồi mình hình như là mình full cái kinh nghiệm rồi đó. Ờ, đóng băng nè. Mình có khoảng đam, khoảng bao nhiêu đam rồi? 330 rồi. Khỏe lắm rồi các bạn. Thêm HP không? Bây giờ mình đứng yên chỗ, mình có khỏe dữ không ta? Sau này nha là có không có phải có xương trưởng không đâu các bạn, kiểu không phải xương cung không đâu. Sau này là sẽ có xương mà xương xương pháp sư nữa. Đó, Skullop. Boss ra các bạn. Đâu rồi? Full boss rồi. Rồi, không bằng cái đi. Cái thằng boss này nè, nó có cái kiểu như là nó sẽ hồi sinh được người chết đó các bạn. Nó giống như kỹ năng của con Necro á. Nói chung là ghê. Rồi đóng băng. Các bạn có thể thấy bây giờ vàng á, nó đã hiện vàng của trận, của cái trận mà mình chơi rồi. Bình thường á thì cái vàng trên này nè, nó sẽ hiện là vàng tổng. Đó. Nhưng mà nó đã hiện hiện vàng trận rồi các bạn, chứ không phải vàng tổng, chứ không phải là tổng nữa. Rồi, meteorite của mình cũng lực lắm rồi các bạn. Hồi trước á mình cứ sợ mình né cái vòng của nó. Mà giờ thì không ngán nữa rồi. Hồi trước là mình sợ các bạn, mình né cái vòng, nhưng mà sau này á thì mình biết á, cái vòng của nó chỉ là chịu hồi thôi. Đây là lốc xoáy các bạn. Thì cái này bây giờ lốc xoáy nó sẽ đi theo mình và số lượng lốc xoáy nó sẽ được cộng thêm. Đó, bên này có mấy cái nữa nè. Tăng thêm skill rank đi. Tăng thêm kích thước nè. Đó. Bây giờ là mình kiểu như mình lụm hơi bị xa luôn á. Nè, 4 cái hả ta? Ủa sao ít vậy? À, thêm một lốc xoáy nữa là 5 đúng không? À. Thêm bản sao đi. Meteorite này vẫn chưa lên được cấp 10 đâu. Kiểu như chưa mạnh đâu các bạn. Mình còn đâu đó 10 phút nữa để nâng cấp Meteorite lên cấp 10. Ủa mình triệu hồi được sư pháp sư nè các bạn. Mình triệu hồi được mấy cung sư pháp sư nè. Mình thật sự đây rồi, Meteorite đây. Thêm 20% đam với lại thêm một cục nữa. Từ từ để mình cho nó chậm chậm lại coi. Ok. Rồi cái này là cuối rồi các bạn. Thêm đam nè, thêm kêu răng nè, thêm một cục nữa nè. À, vậy là bây giờ nó đã rớt liên tục luôn rồi các bạn. Mini boss nè. Mini boss ra làm màu hay gì á. Làm màu thật sự. Lụm. Thêm phần thân không? Thêm phần thân, thêm mô lô ta. Thêm phần thân đi.
giờ kỹ năng của mình chắc cũng phải lâu lắm mới full nữa các bạn. Một lô mình đã được nâng cấp rồi nhưng mà mình cũng mới có level 4. Không biết vàng của mình đủ chưa ta? Không biết vàng của mình đã đủ nâng được cái mở rừng nhanh chưa? Ok, thêm tỷ lệ chí mạng không? Thêm tỷ lệ chí mạng của mình là 85% rồi các bạn. Mình ráng lên cho nó thành 100% đi, cho nó trâu. Lượm tiền cái đã. Mình đã gần như là đứng yên cho tụi nó đánh rồi. Để mình cho tốc độ lên 2 chấm luôn các bạn. Lên tốc độ 2 chấm cho nhanh. Để boss ra lẹ các bạn, bây giờ mình mạnh quá rồi. Trời ơi. Shuriken. Rồi xương full rồi đó các bạn. Xương full này. Công việc của chúng ta bây giờ là tranh thủ đi lượm rương thôi. Đó. Kiếm điện lên 7 rồi. Là hai kêu full rồi nè. Kêu triệu hồi với lại kêu thả sao băng là full rồi đó. Thêm lóc xoáy nè. Đây boss ra kìa. Thằng chết các bạn. Thằng chết giờ gặp mình gãy ngứa chứ làm được gì. Máu mình nhiều rồi. Ồ máu mình gần 3k rồi các bạn. Đấy là để mình chậm lại. À Molo. Sao rồi. Mấy thằng chết bị mình dội thiên thạch đứng yên chỗ luôn các bạn. Khé tội nghiệp thiệt chứ. Mình thấy mình hơi ác sao á. Rồi, cái đợt boss này cũng không có gì đặc sắc hết. Cũng thường rồi các bạn. Nhưng mà mình được kiểu như là được bắn thêm vật thể. Rồi, đây. Mình có cái vật thể bự nè. Rồi mình được bắn thêm vật thể mấy cái kiếm ít này nè các bạn. Rồi, mình có lôi kiếm. Mà có tỷ lệ ra cái lôi kiếm mà cũng thường. Ủa hồi nãy giờ mình không coi, không biết crit dam của mình lên 100% chưa. Ồ 100% rồi các bạn. Bây giờ á dam của mình là chỉ có dam đỏ thôi các bạn. Giáp của mình nhiêu rồi? 33. Nhưng mà regen của mình tới 500 máu một giây nữa các bạn. Nhiều lắm. Rồi lóc xoáy bây giờ maximum rồi đó. Gen của mình rất là nhiều, 600 chưa? Ok, 600 luôn rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đợi con boss cuối thôi các bạn. Chúng ta sẽ bật x2 lên, chạy vòng vòng. Tên lên cấp nè. Có còn gì không vậy trời? Anh nội, cái trưởng không của nó cũng đã lật rồi các bạn. Cánh tay á. Bản đam của mình á lên là gần 800% rồi. Cái lông chim là 10% tốc đánh đó các bạn. Bây giờ mình nhanh tới nỗi mà mình không thể lụm được cái đồ luôn. Ok. Không có cái nào tăng kỹ năng luôn á, tức nha. Thêm kinh nghiệm đi. Bảy trăm rồi. Ôi, cái gì mà regen 700 thấy ghê vậy bạn. Kinh khủng thiệt chứ. Đóng bằng. Lên cấp nè.
con gà. Mình thử cái thẻ rủi ro này đi các bạn. Chọn phải phải chuẩn thì HP quái thêm nè, nhưng mà cái tấn công của mình nó sẽ được tăng các bạn. Cái này là ngon nhất nè, à, tăng tỷ lệ chí mạng. Cái gì tăng tăng tốc đá tăng cái gì tỷ lệ chí mạng sẽ giảm 15%, nhưng mà cái attack đặc đam á các bạn, đâm tay của mình nó sẽ lên 30%. Ghê không? À, mình lượm cái mà cho quái nó lên một lên phần trăm á. Ok, mình lựa cái tờ giấy đó cho quái nó mạnh lên các bạn. Cái tờ giấy đó nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ mà spawn ra quái á, giảm cái thời gian spawn quái á, là quái nó spawn ra nhiều hơn, với máu của nó sẽ trâu hơn các bạn. Nhưng mà giờ á, mình quá mạnh rồi các bạn. Mình thuộc dạng là quái vật rồi. Ok. Còn vài giây nữa thôi. Chỉ còn vài giây nữa thôi. Chúng ta sẽ đón chờ con boss cuối các bạn. Ok, mình sẽ đánh một con boss cuối một cách từ từ các bạn. Trời ơi. Thôi. Nhẹ tay thôi mấy huynh. Mấy huynh nhẹ tay với boss thôi. Ra dù dập boss quá. Cái dàn đệ của mình kìa. Các bạn có thấy cái dàn đệ của mình đang hỏi thăm bé boss. Mình thật sự bây giờ mình quá trâu rồi các bạn. Mấy con boss bây giờ không phải đối thủ của mình nữa. Mình thật sự bây giờ mình đang đứng im luôn các bạn. Mình đang đứng im luôn. Và các bạn thấy máu của mình kìa. Kiểu như là nó regen rất là nhiều các bạn. Mình đang regen 1000 máu một giây. Thì tụi nó có cửa, đâu có cửa gì với mình nữa. Bùm, xong. Stay clear các bạn. Và mình được thưởng 5000 vàng các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục thôi. Trời ơi. Để mình coi. Bây giờ mấy cái cục thiên thạch của mình nó to lắm á. Ê, thằng nào vậy? Cái thằng thần chết này hả? Đâu, giết mình được không? Nó giết mình không được luôn các bạn. Và nó chết luôn rồi đó. Tội nghiệp. Mình thuộc dạng là quái vật rồi. Rồi còn một hai chiêu nữa. Rồi chiêu này cũng full luôn rồi nè. Rồi đâu còn gì để chơi đâu các bạn. Rồi mình sơ qua. Đây là những gì? Những cái chỉ số của mình nha các bạn. Rất là khủng luôn. Rồi còn đây là item. Thì hầu hết cũng đã được nâng cấp rồi các bạn. Cái này nâng cấp rồi nè, cái này chưa, cái này nâng cấp rồi. Mình có 4 kill đã được nâng cấp các bạn. Rồi bây giờ mình thoát thôi, mình thoát để mình coi cái thống kê. Rồi 3, 4 cái level 10 rồi các bạn. Có hai cái này thì cũng không có quan trọng lắm. Rồi mình địa qua cái sát thương coi. Sát thương đòn đánh hơi bị to anh em. Sát thương đòn đánh là cái gì? Sát thương đòn đánh là đam tay của mình á. Meteorite là đam to nhất rồi các bạn. Tại vì nó có đốt, với lại cục maximum hình như là thả một lần 6 cục á, ghê không? Độ khó điên loạn nha các bạn. Có chuyện đơn giản đâu anh em. Rồi bây giờ mình thoát thôi. Mình sẽ mua cái power up. Đây, đâu rồi. Ok, cái looking speed nè. Cái này thì mình mua rồi các bạn. Cái này siêu 500 á, nó cho mình mở rương ở cái phạm vi. Kiểu như là bây giờ mình không có phải đụng vô cái rương mà mình mở được. Mình chỉ cần đi gần cái rương đó thôi là nó tự mở luôn rồi. Rồi bây giờ mình looking speed nè. Tăng cái tốc độ mở rương đó các bạn. Bây giờ mình dư rồi. Dư xúc thôi. Đủ không? Ok, mắc luôn rồi các bạn.
Từ giờ trở đi là rương mình mở cực nhanh luôn á. Rồi, hôm nay tới đây thôi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.